Trong nước, EU nới lỏng kiểm soát với mì ăn liền từ Việt Nam. Thủy điện Sơn La lần đầu phải vận hành đến mực nước chết. Thông tin mới vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk. Hà Nội, phụ huynh bức xúc vì đề toán lớp 10 in mờ khiến học sinh hiểu nhầm. Công an quyết truy tìm 3 luật sư bào chữa vụ tình thất Bồng Lai. Mở đầu là tin tức trong nước. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất vào ngày 7 tháng 6, EU đã đăng công báo sửa đổi quy định 2019/1973 về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Theo đó, EU đã chính thức đưa các loại mì ăn liền của Việt Nam từ phụ lục 2, nghĩa là kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu, sang phụ lục 1 với tần suất kiểm tra tại biên giới là 20%. Vì vậy, kể từ ngày 27 tháng 6, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Cũng tại quy định này, ớt chuông từ Việt Nam vẫn nằm trong phụ lục 1 với tần suất kiểm tra 50% tại cửa khẩu. Đậu bắp và thanh long vẫn nằm trong phụ lục 2 với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20%. Quyết định này của EU đã thể hiện nỗ lực rất lớn của Bộ Công Thương trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, cũng như tích cực hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa ban hành nghị quyết triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Hội đồng thành viên EVN đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ tại công điện số 517 ngày 6 tháng 6 năm 2023 và chỉ thị số 20 ngày 8 tháng 6 năm 2023 đối với việc chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu kèm theo để làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn. Tổng Giám đốc sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Trước đó, Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN vào hôm 9 tháng 6. Đoàn được giao nhiệm vụ làm rõ việc cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy điện, việc vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện, vấn đề truyền tải điện và thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp của EVN. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài cùng với lượng mưa ít hơn các năm đã khiến cho mực nước ở hồ thủy điện Sơn La cạn kiệt, liên tục xuống mực nước chết. Thậm chí là nếu như mà vận hành hết 6 tổ máy thì cũng chỉ được 12 tiếng đồng hồ. Nếu như trước đây những khu vực phía hạ lưu của thủy điện Sơn La có mực nước dâng cao hàng chục mét thì nay người dân có thể đi bộ từ bờ bên này sang bờ bên kia với lòng sông cạn đầy cát, đá, sỏi. Thậm chí ở hồ thủy điện Sơn La trong điều kiện có mưa thì hiện lượng nước tích tụ cũng chỉ cao qua mực nước chết hơn 1 mét. Theo các kỹ sư đang thường trực tại thủy điện Sơn La trong những ngày nắng nóng này, kể từ khi thủy điện Sơn La được đưa vào vận hành thì đây là lần đầu tiên nhà máy này phải vận hành đến mực nước chết. Bên cạnh đó, các tổ máy của thủy điện Sơn La đã phải tạm ngừng hoạt động trong những ngày qua để tích nước và luôn thường trực sẵn sàng hoạt động khi có chỉ đạo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia yêu cầu phục vụ cho những trường hợp đặc biệt. Quý vị thân mến, sáng ngày 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Quyên vào sáng sớm ngày 11 tháng 6. Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng cho biết đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh và hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi đồng chí đối với 2 cán bộ công an huyện Cư Quyên bị thương. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị bà con huyện Cư Quyên và các địa bàn lân cận không hoang mang thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên thì cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã phản ánh đề thi môn toán bị in mờ, khiến học sinh hiểu nhầm. Liên quan đến sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa lên tiếng chính thức.
Cụ thể, nhiều phụ huynh đã phản ánh đề toán bị in mờ tại ý 1 câu 3, phần gạch ngang giữa phần số bị ngắt, không rõ, khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ số 2 thành âm 2. Trước phản ánh của dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán, đơn vị và các điểm thi không ghi nhận có thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc thi môn toán, Sở mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, hiện các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly theo quy định. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh. Ngày 11 tháng 6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin trong lúc đào móng làm nhà, một gia đình phát hiện tảng đá có hình thù giống con rùa. Hình ảnh này sau khi đăng tải đã khiến cho dư luận xôn xao. Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cách đây một tuần, có người đàn ông ở xóm Tân Đông trong lúc múc đất làm móng nhà đã phát hiện tảng đá có hình thù giống con rùa và một tảng đá giống con cá voi. Tuy nhiên, do va phải gầu máy múc nên tảng đá hình con cá voi bị gãy đoạn đuôi. Hai tảng đá này sau đó được gia chủ bán cho một người cùng xã và người này đã bán lại cho một khách ở xã Nghĩa Phúc với giá 100 triệu đồng. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn cho biết lực lượng chức năng đang xác minh thông tin này. Trong khi đó, về thông tin có người hỏi mua lại với giá 1 tỷ đồng và việc người dân xóm Tân Đông cho rằng tảng đá là vật thiêng nên muốn chuộc lại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phúc nói chỉ nghe đồn thổi chứ chưa thấy gì. Cũng trong ngày 11 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an TP.HCM cho biết, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu vừa bắt giữ xe buýt Phương Trang nghi vận chuyển thuốc lá lậu. Vào 7 giờ 50 phút cùng ngày, khi tổ Cảnh sát Giao thông đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1, thì nhận được tin báo về việc có ô tô nghi chở thuốc lá lậu đi qua địa bàn. Đến 7 giờ 55 phút, tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng một xe buýt Phương Trang nghi vấn chở thuốc lá lậu. Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe này có chở 3 thùng hàng, bên trong có 1.700 gói thuốc lá nghi nhập lậu. Tổ Cảnh sát Giao thông đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tang vật cho Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức thụ lý theo quy định. Sáng ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm 3 người trước đây là luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và gửi giấy triệu tập nhiều lần, nhưng ba người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Hiện các đối tượng không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì, không rõ và không liên lạc được. Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng thông báo ba người trên có những hành vi phát tán đoạn video clip, hình ảnh, lời nói, bài viết trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khi thấy những người nêu trên ở đâu, Công an tỉnh Long An đề nghị thông báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 02723-989-200 hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng với số điện thoại 0819-337-337. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến ô tô chở khách du lịch lao xuống sườn đồi vào hôm 11 tháng 6. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút, xe ô tô khách chở 29 người gồm cả lái xe, trong đó có 8 người Việt Nam và 21 khách du lịch nước ngoài đi từ Bắc Ninh. Khi đến khu vực Hang Gió thuộc khu Mũi Bồng, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, thì vì tránh xe máy nên xe ô tô đã mất lái, lao xuống ta luy âm và bị lật ngang. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau tai nạn, đầu xe khách đã lao thẳng xuống, đâm mạnh vào con đường mòn dưới chân đồi, rồi lật nghiêng. Một số hành khách thoát ra trước, phá cửa đưa người mắc kẹt ra ngoài. Vụ tai nạn làm hai người bị thương, hai người xây xát nhẹ. Rất may không có thiệt hại về người. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ngày 11 tháng 6 cho biết, tỉnh này vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Thủy Đông, huyện Thành Hóa và bờ sông Cần Duột, đoạn cặp đường tỉnh 826C, xã Phước Lại, huyện Cần Duột.
Theo đó, cơ quan chức năng khẩn trương khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, phải tháo dỡ công trình, di dời nhà cửa trong khu vực bị ảnh hưởng, lắp đặt biển cảnh báo cho khu vực sạt lở, đồng thời ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực này, bố trí cán bộ theo dõi chặt chẽ. Được biết, sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây với chiều dài sạt lở khoảng 50m đã cuốn trôi 15m đê bao ven sông, uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân lân cận. Còn sạt lở xảy ra tại khu vực bờ sông Cần Giuộc với chiều dài sạt lở khoảng 70m đã xuất hiện nhiều vết nứt, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng của đường nhựa DT826C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.